Ok, cho to lên đã. Chúng ta sẽ đến với bài nhạc Lòng Lý QNT X Minh Thanh X Rats MV Lyrics đã công chiếu 20 giờ trước, tức là tối hôm qua. Anh cảm ơn Quỳnh nhá, cảm ơn Astim em. vui vẻ giấu bé ba. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Quỳnh, chúc em xem stream vui vẻ. Hi hi. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với bài hát Lòng Lý. Ê sao lòng lý. Đây là một trong chuỗi những sản phẩm ra mắt của tụi mình, mong mọi người ủng hộ nhiều nhé. Ok Quang nha. Úi giời, mẹ đã thấy tu tên bô rồi. Snake các thứ, Bomman thì mẹ vào đây comment sợ thật đấy. Ấn like trước, ủng hộ trước đã. Chơi với thầy không? Người nhà này mình cứ ủng hộ trước ạ. Đúng không? Rồi. Ôi đi con mẹ, bài hát đéo đi mẹ có 2 phút rưỡi đấy. Đấy, mới vào là đã thấy nghe thấy âm hưởng của đi mẹ nhạc cụ dân tộc rồi đấy. Tức là đến đây là đã hết vớt một rồi đúng không? Mình chưa 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 nghe được, nghe thấy mỗi lòng lê xong rồi anh cô đơn một nỗi buồn, thế xong hết một vớt một, bây giờ đến bạn đến đoạn giáp luôn này. Một nỗi buồn lớn không biết diễn tả ra sao, chỉ cảm nhận nó ngày càng lớn và ngấm tận sâu vào trong từng tế bào. Anh thôi tuân thờ lòng kiêu ngạo, đến cái tôi cũng chẳng cần đề cao. Có khi đầu óc muốn nổ tung, chỉ muốn mượn não của ai để thế vào. Ok, và nó cứ đi theo anh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Và nó cũng chính là lý do mỗi ngày mở mắt anh không muốn tỉnh dậy. Không muốn nghe thêm bản nhạc buồn, càng không muốn tin vào điều mình thấy. Đợi sau tất cả nỗi buồn này, dường như cô đơn vẫn ở đây. Ủa, thế là hết à? Kỳ vậy ta? Anh thử thử xem live đi kìa. Baby I'm so lonely ở đây, nobody carry lonely. Anh cô đơn trong tâm hồn, giấu những vấn vương không còn. Xong rồi hết, xong lại baby I'm so lonely, 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 lonely. Sao lại anh cô đơn như bao người. Baby I'm so long, tức là bài này ngoài những câu gọi là câu 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 lặp ra nhá, thì sẽ có 3 câu lyric. Anh cô đơn như bao người, anh cô đơn như mây trời, dẫu vẫn vương cái gì nữa nhỉ,
Đây là bài của bà Rick hát, là có 3 câu này. Rap thì mình không nói. Cái chính ở đây ấy là để ra một sản phẩm. Tại sao không, tại sao bọn này nó lại không làm một cái bài nó hoàn chỉnh hẳn đi xong rồi tung ra thì nó sẽ hợp lý hơn, là cứ nó cứ như kiểu là nếu mà mình nhá, mình mà làm nhạc ấy, thà mình làm ít nhưng mà một bài nó phải chất lượng hẳn thì mình mới post lên kênh ấy, hoặc là post lên đâu đấy cho mọi người nghe, chứ mình không làm kiểu phần 1 phần 2 đâu. Mình theo nếu mà như mình làm ấy, đây là lyric kiểu thì lyric thì cũng phải hoàn chỉnh chứ. Đây có kể cả lyric cũng có 2 phút rưỡi, thì các bạn nghe nó có thấm không, các bạn nghe nó có động lại cái gì không, đúng không? Tất nhiên là mình nghe thì mình chả thấy 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 thấm gì cả, tại vì chưa hiểu cái bài hát nó nội dung nó là gì cả, ngoài 3 câu lòng lý lòng lý lòng lý xong rồi anh cô đơn như mây trời. Cái đoạn giáp thì mình không nói nha, đoạn giáp thì tất nhiên là mình đang nói cái bài cái lyric thôi. Nói chung là nếu mà là mình ấy thì mình sẽ để một bài hoàn chỉnh mẹ 4 phút mẹ luôn đi, viết cái lyric nó cẩn thận cái mẹ luôn đi, xong mình post lên mạng, như thế nó sẽ hay hơn.